Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo kết quả thăm dò của Reuters, Ipsos công bố ngày 23 tháng 7, Phó tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 44%, 42% trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ. Kết quả cuộc thăm dò được tiến hành trên toàn quốc vào ngày 22, 23 tháng 7 với chênh lệch trong phạm vi sai số 3%, cho thấy bà Harris đã nới rộng khoảng cách và dẫn trước 2 điểm phần trăm so với ông Trump sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử và trao lại ngọn đuốc cho bà. Bà Harris và ông Trump hòa nhau ở mức 44% trong cuộc thăm dò tương tự tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 và ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò ngày mùng 1-2 mùng tháng 7. Cả hai cuộc thăm dò này đều nằm trong cùng một biên độ sai số. Trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, thì chỉ một số ít các tiểu bang cạnh tranh thường làm thay đổi cán cân trong đại cử tri đoàn, nơi cuối cùng quyết định ai sẽ thắng cử tổng thống Mỹ. Cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy, 56% cử tri đã đăng ký đồng ý với nhận định rằng bà Harris, 59 tuổi, có đầu óc minh mẫn và có khả năng đối phó với các thách thức, so với 49% nói như vậy về ông Trump, 78 tuổi. Chỉ có 22% cử tri đánh giá đương kim tổng thống Biden, 81 tuổi đang hội đủ các phẩm chất này. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ bất kỳ cuộc thăm dò nào cho thấy sự ủng hộ đối với bà Harris ngày càng tăng. Họ lập luận, bà Harris có thể nổi tiếng tạm thời do các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về việc bà trở thành ứng cử viên mới của Đảng Dân chủ. Cuối tuần trước, sau nhiều tuần chịu sức ép từ các thành viên trong đảng, Tổng thống Joe Biden thông báo quyết định ngừng tranh cử và ủng hộ cấp phó Kamala Harris trở thành ứng viên thay thế của Đảng Dân chủ. Vừa qua bà Harris tuyên bố đã giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Bà Harris cho biết, tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi. Tôi mong sớm được chính thức chấp nhận đề cử. Đảng Dân chủ dự kiến đề cử ứng viên mới thay thế ông Biden vào đầu tháng 8, trước khi đại hội toàn quốc diễn ra vào giữa tháng. Bà Harris, 59 tuổi, được cho là có khả năng đối đầu ứng viên Cộng hòa Donald Trump tốt hơn tổng thống Joe Biden. Theo TAS, mới đây tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov đã cáo buộc Ukraine tổ chức tập kích diện rộng tại vùng biên giới Bengorod, gây thiệt hại cho nhiều khu định cư trong vùng. Ông Gladkov cho biết, quân đội Ukraine đã bắn gần 60 quả đạn pháo và phóng hơn 50 UAV vào Bengorod trong ngày qua. Tại quận Shebekinsky và Yakovlevsky đã có 18 căn hộ bị hư hại nặng vì đòn tập kích của đối thủ. Ở khu định cư Malomikhailovka đã có một người thiệt mạng, trong khi có nhiều người khác bị thương được ghi nhận ở các khu vực khác. Trong khi đó, Điện Kremlin cũng đã thông qua lệnh hạn chế nhập cảnh tại Belgorod nhằm tăng cường bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tập kích của Ukraine. Ông Gladkov thông tin thêm, các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập bên ngoài các địa phương giáp Belgorod, phương tiện giao thông công cộng bị cấm và những ai muốn đến đây đều phải thông báo trước cho nhà chức trách địa phương. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga gần thành phố Pokrovsk, vùng Đồ Nhét. Phía Ukraine cho biết đã có hai máy bay Su-25 của đối thủ tiếp cận Pokrovsk ở tầm thấp, một trong số này đã bị các thành viên của lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 bắn hạ. Ngoài ra, không quân Ukraine đã xác nhận việc lực lượng phòng không nước này đánh chặn bảy UAV cảm tử xa hết và một tên lửa hành trình Kh-69 được Nga triển khai. Benkovsk là nơi chuẩn bị cho kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022. Khu vực này thường xuyên bị Ukraine tấn công từ khi lực lượng Nga rút lui khỏi vùng Đông Bắc Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột cuộc tấn công vào thành phố Belgorod ngày 30 tháng 12 năm 2023 đánh dấu thời điểm xung đột gia tăng khốc liệt. Một loạt tên lửa đã nã vào thành phố này khi người dân đón năm mới. 25 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương. Vụ tấn công cũng buộc các quan chức Belgorod phải hủy bỏ lễ kỷ niệm lễ hiển linh của chính thông giáo vào ngày 19 tháng 1. Từ đó, Ukraine vẫn liên tục dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Belgorod. Từ các khu rừng phía Ukraine, binh sĩ nước này có thể tấn công Belgorod bằng các loại vũ khí tương đối đơn giản và cơ động như bệ phóng loạt. Có ngày, Belgorod bị pháo kích tới 300 lần. Các làng ở biên giới đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tục khi binh sĩ Ukraine dùng xe tăng, xe bộ binh bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác xâm nhập. Nga tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công và gây tổn thất nặng nề cho phía Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine ở Belgorod cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cáo buộc Ukraine dùng các cuộc tấn công để khiến người dân sợ hãi. Ông nói, tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân Nga, sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tinh thần gắn kết chặt chẽ hơn nữa, đồng thời khẳng định sẽ khiến Ukraine phải trả giá vì các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Bengorod. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã từng tuyên bố rằng hành động quân sự của Ukraine tại Bengorod đều là để đáp trả kế hoạch quân sự mà Nga phát động ở Ukraine. Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, Kimberly Jeter, mới đây đã từ chức do cơ quan này đã không ngăn được vụ cựu tổng thống Donald Trump bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử. Sau vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt ngày 13 tháng 7 trong khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cơ quan mật vụ Mỹ, đặc biệt là giám đốc Kimberly Jeter, đã phải hứng chịu sự chỉ trích của các nhà lập pháp của cả hai đảng. Bà Kimberly Jeter đã phải ra điều trần tại quốc hội và phải giải trình về trách nhiệm cũng như quy trình bảo vệ của cơ quan mật vụ Mỹ. Ngày 22 tháng 7, bà Kimberly Jeter thừa nhận cơ quan mật vụ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ cựu Tổng thống Trump và đây là thất bại hoạt động nghiêm trọng nhất của cơ quan này trong nhiều thập niên. Bà Jeter cũng đã phải đối mặt với sự lên án của lưỡng đảng tại phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm 22 tháng 7. Một số nhà lập pháp của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trước đó đã kêu gọi bà Jeter từ chức sau vụ việc. Bà Jeter nói, là giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ một sai sót an ninh nào. Bà Kimberly Jeter đã công bố quyết định từ chức ngày 23 tháng 7 trong thư gửi các nhân viên mật vụ Mỹ, qua đó nhận trách nhiệm đối với sai sót an ninh của cơ quan. Với 24 năm kinh nghiệm trong cơ quan mật vụ Mỹ, Phó Giám đốc Ronald Rao đã được chỉ định làm Giám đốc tạm quyền. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer thông báo rằng chúng tôi cần phải xem xét đầy đủ nguyên nhân thất bại về an ninh trong vụ việc vừa qua để có thể ngăn chặn những vụ tương tự trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát cơ quan mật vụ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm người mới thay vào vị trí của bà Cheater. Cơ quan mật vụ Mỹ là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ đương kim tổng thống và các cựu tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kể từ sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump hôm 13 tháng 7, cơ quan này rơi vào hố sâu khủng hoảng. Mật vụ phải đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều ủy ban quốc hội và cơ quan giám sát nội bộ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS về hiệu suất hoạt động của cơ quan này. Tổng thống Biden cũng kêu gọi triển khai một cuộc đánh giá độc lập về mật vụ Mỹ. Cho đến nay, phần lớn những lời chỉ trích nhằm vào mật vụ Mỹ, chủ yếu nói về việc cơ quan này không đảm bảo an toàn tại khu vực các mái nhà ở gần nơi tổ chức vận động tranh cử, bởi tay súng chỉ đứng cách nơi ông Trump phát biểu khi đó chỉ 140 mét. Theo Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22 tháng 7 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng tên lửa HIMARS để bắn nổ một hệ thống phòng không m 2 của Nga ở gần khu định cư Olenovka, vùng Donetsk đợt tập kích do lữ đoàn đường không số 79 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Ukraine đã bám theo hệ thống phòng không Nga trong quá trình di chuyển về một nhà kho ở ngoại ô Olenovka. Sau khi xác định được tọa độ cụ thể của mục tiêu, phía Ukraine đã dùng tổ hợp tên lửa HIMARS để tập kích. Đòn tấn công chính xác đã phá tung cả hệ thống TRM-2 và nhà kho của Nga. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã khai hỏa bệ phóng HIMARS đặt ở Kharkov vào Nga, trong khi Mỹ vẫn cấm các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Hỏa thần HIMARS được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn cao. HIMARS đã phá hủy hệ thống hậu cần, tiếp tế, kho đạn, vũ khí của Nga, làm đá tiếng của Moscow bị chậm lại nhờ những quả đốc két dẫn đường chính xác có sức công phá lớn phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc xung đột. Trên thực tế, HIMARS đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực và giúp Ukraine giành lại thành phố chiến lược Kherson mà không bị tổn thất quá nhiều. Tuy nhiên, theo RT, quân đội Nga đã liên tục săn lùng các khí tài hạng nặng của Ukraine, bao gồm HIMARS. Trong vài tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video cho thấy quân Moscow đã phá hủy nhiều hệ thống này. Gần đây nhất, Nga đã công bố video đòn tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào nhà kho nghi là nơi giấu tổ hợp HIMARS khiến mục tiêu bốc cháy dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khẩu đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào nhà kho cất dấu pháo phản lực HIMARS của Ukraine tại làng Novopetrovka thuộc tỉnh Mykolaiv. Đòn đánh đã hủy diệt xe phóng, đạn dự trữ và các binh sĩ đang bảo dưỡng khí tài. Video từ máy bay không người lái UAV được công bố cho thấy ảnh vệ tinh chụp khu nhà kho và vụ nổ bùng lên khi tên lửa lao xuống. Quân đội Nga khẳng định, định địa điểm này được theo dõi từ trước nhưng chưa tiết lộ video trình sát mục tiêu